Good morning. Yeah. Good morning. Này bây giờ mình nhá, nhà ngoại giao, tức là bao giờ ông chậm hơn tôi khoảng 15 phút để ông chuẩn bị ông chọn. Đây là Việt kiểu yêu nước. Thế à, mặc là cho rộng rãi thoải mái. Dạ. Đúng rồi, thoải mái. Dạ, học sinh đúng không? Học sinh ngoài. Đây là nghệ sĩ. Còn tôi thì vẫn thấy Hồng Đào bảo thằng Ba Lăng Nhăn. Anh Ba Lăng Nhăn cho tôi rất là nghệ sĩ. Nhưng mà em công nhận anh á, công nhận là người quá fit luôn thấy không? Fit lắm. Không có cái bụng anh, đàn ông mà với tuổi này mà không có cái bụng là tuyệt vời nhất rồi. Khó em ơi. À không nhá, cái bụng không có thật. Nhưng mà sáng nay ông Thanh ấy, nó thắt một cái đai đây. Đúng để rồi. Nó cài cắm. Đâm ra nó dồn toàn bộ bụng em xuống dưới đống này. Em làm đóng nè. Bụng to này cho nên để nó lần thế nào nó quay thế. Đúng rồi này, mình không cho nó quay mà. Quá to luôn, 88 là cũng to. Hồi sinh viên nha, hồi tôi sinh viên nha, cũng chỉ khoảng 3 hơi thì rất là ngon ạ, à. Anh rất là ngon. Em nói cô đấy, anh rất thèm là cởi áo cho em khoe bộ ngực của anh. Có gì đâu anh. Không, chú nó quay. Không, chú nó cắt ngay chỗ này. Nó không cắt à. Tìm đồ ăn sáng thôi ạ. Tìm đồ ăn sáng á. Ôi lại tìm nó, còn phải đi tìm nó. Cái bọn này nhá, này. Bọn này nó tưởng nó là gì, nó tưởng nó lừa đấy nhà mình. Nhưng mà nó cực dại. Nó bảo mình đi tìm, mình nhìn qua cửa sổ thêm đống rồi nhá. Chắc chắn ngoài này. Giống các cháu cứ tưởng như là các cô, các chú như là trẻ con ấy, sáng cần phải ăn. Này, cần thiết nhịn đến tối, chắc cần. Đó là thả trôi lên bền cái. À, thôi được rồi, để tôi lấy cho. Đây. Ông để tôi lấy, ông cẩn thận. Một ông dày da, một ông dày chắc. Ông cẩn thận. Nó muốn thấy cảnh này, anh em mình mà khỏa thân nhá thì nó phải để giữa. Mà bữa sáng chỉ cho ăn thế này thôi á. Vô lý nhỉ, không có cà phê, không có ấy à? Vô lý nhỉ. Còn nữa chứ. Mình chỉ cần cuốn mỗi người một cái này thôi. À. Là đủ chất dinh dưỡng. Này. Đây nó bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh uống đi đấy. Uống xong này lên phòng nằm. Lên phòng ngủ cho nó khỏe, không có tìm kiếm gì hết là đúng rồi. À, nếu mà vội vàng không ăn sáng kịp thì cứ mà uống một chai là đủ rồi. Vô đi. Cho chúng nó ế. Nó đi theo nữa nè, nó đi theo nữa nè. Chọc chúng mày nữa nè, đi theo tao biết rồi nè. Đấy, tưởng là nó thế nào kia lớn lắm, có thế này mà cũng bắt. Chả đúng không? Hay vào những cái đĩa này á, là chỉ cần vài lát khoai lang với lại củ sắn, bắp ngô luộc rồi, đúng rồi. Bây giờ thực sự nhìn cái đĩa này là biết là vì chả biết gu của cô chú nào là thích cái gì, thành ra có đầy đủ hết này. Ngọt, đấy, đúng cây rồi đấy. Này, mặn này, tất tật mọi thứ này. Những cái gì ngon nhất cũng dành để các cô, các bác, các chú thưởng thức. Nếu nó hiểu mình, nó không cần mất nhiều thời gian thế này, không cần xếp cả một bàn ăn, cả chục món thế này. Nó chỉ cần đĩa khoai, đĩa sắn, mấy bắp ngô luộc là xong, là ổn. Cái tinh thần của các bạn là gì? Là cái sự quan tâm của các bạn ấy dành cho thế hệ bọn tôi. Những người mà các bạn ấy gọi, trên thực tế các bạn ấy gọi chúng tôi là cô, là chú, là bác. Đời bỗng vui khi mình được bên nhau, có hẹn cùng thanh xuân.